Yo, what's up? Thì bữa nay là ngày 1 tháng 1, ngày đầu tiên của năm 2018. Thành ra là bây giờ Trung sẽ khai tạ. Và Trung sẽ tập với lại cái... này là Trung sẽ tập nghệ thuật với lại thằng bạn thân của Trung à. Hey yo, what's up mấy bạn, đã trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là Trung sẽ tập cái ngày ngực ha. Thì ngày ngực này là Trung cũng có áp dụng FST7 vào trong cái này ha. Thì bữa nay là Trung sẽ tập với lại thằng bạn thân của Trung. Hồi xưa nó cũng có tập tạ, nhưng mà dạo gần đây là nó bận quá nên thành ra là bây giờ mới đi tập lại ha. Cũng nghĩ cũng khá lâu, gần cả năm, bây giờ mới đi tập lại thì nó đi tập với Trung. Cái thì nó đây. Bài đầu tiên của cái ngày ngực đó là bài đẩy ngực trên incline press ha. Thì cũng khá là rất là đơn giản thôi bài này. Thì có cái lưu ý là mấy bạn xuống thì mấy bạn xuống nó ngang cái phần, ngay cái hai cái xương của chúng ta á, và cái cùi chỏ chúng ta đừng có chỉ ra ngoài nhiều quá ha, nó sẽ ảnh hưởng vào cái khớp vai của chúng ta. Cái thì cũng khá là lâu rồi Trung mới quay lại cái tập cái ngực trên, mà đối với cái cây barbell này ha, đa phần đó giờ Trung tập ngực trên đều với tạ đơn hết, là cái cặp dumbbell. Cái thì số set to rep Trung có ghi ở cái phần chạy chữ như mọi khi ha. Cái thì Trung sẽ kết hợp bỏ nhạc vào trong những cái phần tập, có phần nào thì Trung voice over vô để hướng dẫn mấy bạn ha, và có những cái sẽ có phần thì Trung sẽ để nhạc ha. Set cuối cùng rồi Trung cũng sẽ lưu ý mấy bạn một chút, đó là set thứ 6 là 10 rep và nó có cái drop set đằng sau á. Thành ra là khi mấy bạn ở cái set lúc nãy mấy bạn hạ bớt nhẹ tạ xuống và mấy bạn đẩy tiếp 10 rep ha, chứ không phải giữ cái mức đó đẩy 10 rep đâu ha. Và sau đó mấy bạn sẽ drop tạ ra và mấy bạn đi tiếp tục cho Trung thêm 10 rep nữa. Thì đây là Trung drop set 60kg á. Thì lúc nãy là Trung hạ xuống còn có 25 bên thôi, là 70, Trung drop 10 ra thì còn 60 ha. Ok. Thì đó là cái lưu ý nhỏ ở cái bài đầu tiên. Ok, thì đó là chuẩn bị qua bài thứ hai ha. Thì đó là bài flat dumbbell press, thì Trung không có quay hết. Thì đây là set thứ hai của Trung, 10 rep ha. Số set thì Trung, số rep là Trung đã có ghi rồi, mấy bạn coi giúp Trung ha. Bài này là đẩy tạ đơn ngang bình thường thôi, cũng không có gì là dữ dàng lắm ấy. Nhưng mà nếu mấy bạn Trung thì thường là Trung đẩy cái cùi chỏ chéo vô, chéo lên chút chứ không có để ngang 90 độ ha. Nó dễ bị ảnh hưởng tới khớp vai ha. Đối với cái ngày ngực thì Trung nghĩ mấy bạn cũng khá là rành rõi về cái form rồi. Ở đây thì là cái set nặng của Trung, set thứ 4. Đẩy được 6 cái thì cục này là cục 46kg. Thực sự cái tạ mà tạ gan nó nặng hơn tạ nhựa rất là nhiều ha. Nó rất là khó, nó khó cầm một chút nữa mà nó rất là nặng. Ok, sau đó chúng ta sẽ qua cái bài tiếp theo, đó là cái bài cable ladder fly. Thì chắc là mấy bạn coi video của Trung trong cái giáo án mà Shredded with Jeremy, mấy bạn cũng quen với lại cái bài ladder này rồi, là chúng ta tập theo cái kiểu leo thang cực kỳ là hiệu quả ha. Trung thấy nó tác động tất cả mọi góc của cái ngực luôn, rất là tốt. Lẽ là mấy bạn sẽ đi ở trên xuống dưới 5 rep, sau đó sẽ đi từ dưới lên trên 5 rep, sau đó là lặp lại một lần nữa, là chúng ta sẽ có tổng cộng 20 rep tất cả ha. Nhớ là đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống như là leo thang vậy, nó mới có cái chữ là ladder, là cái thang á. Ok. Tiếp theo sẽ là bài machine chest press. Đây là chúng ta sẽ ngồi ở cái máy đẩy ngực.
Này bài này có 20 rep 4 set thì cái cách chia rep ở cái bài này nó khác một chút, đó là chúng ta sẽ đi 5 full rep, sau đó 5 partial rep, sau đó lại 5 full rep và lại 5 partial rep thì nó sẽ là tổng là 20 rep và chúng ta sẽ đi cho 4 set như vậy ha. Và cái bài này nếu mà đúng á thì nó sẽ là đẩy ngực trên vào, chúng ta sẽ dùng cái máy hammer strength nó đẩy ngực trên ha. Còn nhưng mà cái này ở đây không có cái máy đó nên thành ra là chúng sẽ đẩy cái này mà ở cái neutral grip, là đẩy cái power grip á, là đẩy cái kiểu giống vậy nè đó để thay thế ha. Còn bình thường là sẽ là đẩy máy ngực trên, thì cái máy đó là kiểu như là chúng ta sẽ ngồi người nó hơi thấp xuống dưới ha, và khi chúng ta đẩy cái ngực lên thì cái tay chúng ta nó sẽ được hướng lên trên. Nếu như mấy bạn ngồi ở cái ghế đó thì chúng thấy ở Cali là có cái ghế đó ha, cũng thấy nhiều phòng có nhưng như là chế được, nhưng mà ở đây nó không có cái máy đó để chung chế, cho nên là đẩy tạm cái này ha. Nếu bạn nào tập thì mấy bạn có thể lựa cái máy ngực trên đẩy ha. Thì này chúng thấy neutral grip, power grip cũng được, đẩy khá là ok, khá là vô luôn, là cầm dọc tay á. Ok, cuối cùng đó là bài Cable Fly. Thì bài này khá là hay, chúng ta sẽ áp dụng FST7 vô đây ha, là 7 set nhân cho 12 rep cho 7 set nhớ nha. Thì cái bài này Trung lưu ý với mấy bạn một chút là cái kỹ thuật của Trung nó hơi khác là bình thường một chút. Thì lúc đó Trung đây là Trung mới áp dụng cái kỹ thuật mới của Trung vô. Thì khi mà Trung vô thì Trung ráng như thế nào đó để cho hai cái cùi chỏ gần chạm với nhau. Nói chung không phải là gần chạm, không phải là chạm mà là nó gần với nhau á, thì nó sẽ tay chúng ta nó sẽ vuông vô và hai cùi chỏ đưa vô nhau ha, như vậy. Nói chung vẫn còn hơi thẳng ha, chung vẫn còn đang hơi luyện cái technique này một chút. Thì nếu mà mấy bạn ép vô, mấy bạn đưa tay vuông lên một chút ha. Rồi đây giống như là để mấy bạn coi ha, để qua đây. Đó, đúng rồi, đó như cái vậy đó. Rồi chúng ta sẽ đưa hai cùi chỏ vô với nhau vậy. Là kiểu để như vậy đó, nó sẽ hạn chế được cái form tập này, nó hạn chế được cái phần vai nó tác động vô trong cái bài ép ngực ha. Còn nếu như mấy bạn mà ép ngực mà bình thường á, chắc chắn chúng ta sẽ bị dính màu dai, cỡ nào cũng dính hết á. Thì cái bài này là nó isolate cái phần da, cái da trước chúng ta ra một chút ha. Như vậy thì nó sẽ tác động vào ngực tốt hơn. Thì Trung thấy là bữa Trung thử, Trung thấy nó khá là hiệu quả luôn. Thì mấy bạn có thể áp dụng thử xem như thế nào. Hoặc là bài này thì nó sẽ có cái máy là cái máy ép ngực á, các bạn có thể áp dụng bằng cái đó cũng được. Mà đây không có. Ok, thì đó sẽ là cái ngày ngực của Trung. Thì hy vọng mấy bạn có một ngày ngực thật là pump ha. Peace. Yo, what's up các bạn? Thì bữa nay là Trung nấu cơm cho buổi tối. Thì lúc nãy là Trung mới đi tập ngực về. Thì Trung mới đặt một cái nồi cơm xong. Thì bây giờ Trung đang chuẩn bị chiên gà ha. Thì đây là gà. Đây là tô này là 1 kg thịt gà Trung ướp. Rồi mới ướp nãy, mới tắm xong thì giờ xuống chiên. Và đây là cải ha, thì lát nữa Trung sẽ luộc lên và sau đó là sẽ ăn với cơm. Ok, thì đây là 1 kg thịt gà thì Trung ướp. Trong này là Trung ướp là có hành nè, tiêu, bột nêm, đường, rồi nước tương. Đơn giản vậy thôi, rất là nhanh. Và bây giờ là Trung sẽ chiên nó lên và sau đó là chỉ ăn cơm thôi. Rất là đói rồi, Trung mới tập về. Một ký, cái này là 1 kg thịt gà, nhưng mà chắc là Trung sẽ không ăn hết đâu, Trung chỉ ăn một nửa cái này thôi, nghĩa là khoảng cỡ 500-600g thịt gà. Thì một nửa còn lại là để sáng mai Trung đi học, Trung sẽ mang đi học ha. Đây là một chảo thịt gà. Oh yeah. Ê, thì đây là bữa cơm rất là đơn giản, rất là sinh viên luôn. Các bạn không cần quá cầu kỳ về cái phần đồ ăn, chỉ cần thịt gà là ok rồi. Thì đây Trung đang luộc rau. Các bạn thấy là Trung đang luộc rau ở đây. Gà đang ở đây là chuẩn bị xong và đợi cho cơm chín nữa là ok. Ok, thì
Giờ Trung sẽ đợi cho cơm chín và sau đó là Trung sẽ bắt đầu ăn cơm. Xong thì bây giờ Trung mới nấu xong. Nãy Trung đặt nồi cơm chiên chiên gà và luộc rau. Thì đây là cái nước sốt mà Trung vẫn hay làm để ăn thịt gà ha. Cái này thực sự rất là ngon, không biết các bạn có thích hay không, nhưng mà Trung thực sự rất là thích cái món này, rất là dễ làm. Cái này mấy bạn cho tương ớt, cái loại tương ớt Trung dùng là Choli Max với lại cái nước tương Maggi cho vô, máy đều lên. Sau đó mấy bạn sẽ lấy một lát chanh nhỏ thôi, các bạn dắt vô và mấy bạn cho một muỗng đường với lại một hoặc là một muỗng rưỡi đường vô đây, xong mấy bạn quấy đều lên. Nó khi nào nó hơi sệt sệt một chút á là ok. Thì như các bạn thấy nó hơi sệt sệt nè. Đó. Thì bây giờ chúng sẽ rưới cái này vô cơm. Ăn xô ngon, xô xô ngon. Đó, các bạn hãy rưới vô. Sau đó là chúng sẽ ăn cái đĩa rau nè. Đây là chúng ăn hình như cũng hơn 1 gram, hơn 600g gà rồi. Thì lúc mà chúng trừ lại còn có tí xíu à. Bây giờ là chúng sẽ ăn cái phần này. Và sau đó là lát nữa chúng sẽ đi gặp bạn nha. Ok.